Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Mỗi dịp Tết đến xuân về và một lễ hội truyền thống của dân tộc người Thái, Thái trắng. Đó là cái truyền thống là ném còn và chơi cù, tó má lẹ, là cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa rất lâu đời. Vâng. Hơi lóa. Đây là bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là vào ngày Tết diễn ra từ mùng 1 cho đến ngày mùng 5, và sau đó đến mùng 5 là tổng kết hết Tết và cũng tổ chức cái trò chơi ném còn. Và ngày rằm 15 rằm tháng Giêng hàng năm là cũng là tổ chức các lễ hội ném còn. Vì những người mà khi ném trúng vòng còn ấy thì là sẽ được thưởng, trong đó là sẽ được thưởng một chén rượu và là hai viên kẹo, là những người là ném xuất sắc được thi qua cái vòng đó. Dùng đi. Dùng. Ngoài cái tổ chức lễ ném còn có một trò chơi dân gian như tó má lẹ. Đây phía trước chúng ta là rất đông có trò chơi tó má lẹ. Vâng, chúng ta sẽ đi đến môn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, ngoài môn này còn là môn 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 tó má lẹ này là dành cho chị em phụ nữ. Đó, còn những cái môn trò chơi dân gian là dành cho đàn ông là môn được chơi cù. Vâng. Đây, chúng ta sẽ được cái chiêm ngưỡng cái môn này. Đó. Bắp cổ xong. Tao lo đây là môn chơi cù này là dành cho đàn ông. Đây là tôi xin khái quát một số môn trò chơi dân gian của dân tộc Thái. Đó là có trong môn ném còn, truy qua vòng tròn và chơi cù dành cho đàn ông. Và môn tóm lẹ dành cho phụ nữ. Vâng, đây là một số nét trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Thái. Đây là tôi sơ lược khái quát một số nét trò chơi dân gian trong ngày lễ ngày Tết, nhất là ngày vào ngày Tết và ngày rằm tháng Giêng của dân tộc Thái. Và một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn, mà tôi xin kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.